Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tiết thứ 2 của bài 30 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ kết nối. Yêu cầu số 1 là các em tính 41 cộng với 25. Đây là cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số. Các em sẽ cộng chữ số hàng đơn vị trước, hàng chục sau. Như vậy hàng đơn vị trước thì chúng ta có 1 cộng với 5 thì bằng 6 này. Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị. Sang hàng chục, 4 cộng với 2 bằng 6. Hàng chục thẳng cột hàng chục. Kết quả chúng ta bằng 66. Sang ý B, 32 cộng 51. Các em cũng làm tương tự, chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 2 cộng 1 bằng 3. Sang hàng chục, 3 cộng 5 bằng 8. Kết quả chúng ta bằng 83. Tiếp theo nữa, 60 cộng với 27. Các em cũng cộng hàng đơn vị trước, 0 cộng 7 bằng 7. Sang hàng chục, 6 cộng 2 bằng 8. Kết quả của phép tính ở đây bằng 87. Cuối cùng, 85 cộng 13. Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Hàng đơn vị các em cộng trước, 5 cộng 3 bằng 8. Sang hàng chục, 8 cộng 1 bằng 9. Kết quả bằng 98. Tiếp theo sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại làm cho xong. Yêu cầu các em đặt tính rồi tính. 40 cộng 16. Kem cộng hàng đơn vị trước, 0 cộng 6 bằng 6. Sang hàng chục, 4 cộng 1 bằng 5. Kết quả bằng 56. Khi cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số, kem chú ý hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị. Hàng chục đặt thẳng cột với hàng chục. 22 cộng 63. Chúng ta cũng cộng hàng đơn vị trước, hàng chục sau. 2 cộng 3 bằng 5. Sang hàng chục, 2 cộng 6 bằng 8. Kết quả của phép tính ở đây bằng 85. Tiếp theo, 14 cộng 52. Các em cũng cộng hàng đơn vị trước, 4 cộng 2 bằng 6. Sang hàng chục, 1 cộng 5 bằng 6. Kết quả của phép toán bằng 66. Ý tiếp theo, 72 cộng 15. Kem cộng hàng đơn vị trước nào. 2 cộng 5 bằng 7. Sang hàng chục, 7 cộng 1 bằng 8. Kết quả của phép tính ở đây sẽ bằng 87. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được hai bài tập đầu tiên. Bạn nào chưa xong hãy dừng lại làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Viết phép tính thích hợp. Trên mặt biển có 34 con cá chuồn đang bay. Dưới mặt biển có 42 con cá chuồn đang bơi. Hỏi tất cả có bao nhiêu con cá chuồn? Chúng ta cần viết phép tính thích hợp ở đây. Như vậy, muốn biết tất cả có bao nhiêu con cá chuồn, các em sẽ lấy số con cá chuồn đang bay ở phía bên trên là 34 con.
Kem cộng với số con cá chuồn đang bơi phía dưới nước là 42 con. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính 34 cộng với 42 ra ngoài giấy nháp. Được kết quả bao nhiêu? Kem ghi vào. 34 cộng 42. Kem cộng hàng đơn vị trước 4 cộng 2 bằng 6. Sang hàng chục 3 cộng 4 bằng 7. Kết quả của phép tính ta bằng 76. Như vậy chúng ta có tất cả là 76 con cá chuồn. Tiếp theo, tính nhẩm theo mẫu. Ở đây là 40 cộng 10 thì bằng 50, được chưa? Thì các em thấy là lấy 4 này cộng 1 bằng 5, 0 cộng 0 thì bằng 0. Đấy, 20 cộng 30 thì các em chữ số hàng chục, các em lấy chữ số hàng chục các em cộng với nhau là 2 cộng 3 thì bằng 5. Sang hàng đơn vị 0 cộng 0 thì bằng 0. Đúng chưa? Hoặc là các em cộng hàng đơn vị trước nhá. Thì chúng ta lấy các hàng đơn vị cộng trước này. 0 cộng 0 bằng 0. Sang hàng chục 2 cộng 3 bằng 5. Phía trên này chúng ta cộng hàng đơn vị trước này. 0 cộng 0 bằng 0. Viết hàng đơn vị trước. Sang hàng chục 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy kết quả bằng 50. Tương tự 50 cộng 40, các em viết hàng đơn vị trước 0 cộng 0 bằng 0 này. Sang hàng chục 5 cộng 4 bằng 9. Hàng chục thì nó đứng phía trước hàng đơn vị, như vậy số 9 này các em phải viết phía trước. Kết quả bằng 90. Tương tự 30 cộng với 50, chúng ta có hàng đơn vị là 0 cộng 0 bằng 0 này. Được chưa? 3 cộng 5 thì bằng 8. Hoặc bạn nào nhẩm theo kiểu là 4 chục này cộng với 1 chục bằng 5 chục. 5 chục tức là 50. 2 chục cộng 3 chục bằng 5 chục, như vậy bằng 50. 5 chục cộng 4 chục bằng 9 chục, tức là bằng 90. 3 chục cộng 5 chục bằng 8 chục, tức là bằng 80. Tương tự 60 cộng với 30 thì đây là 6 chục. 60 cộng 30 thì bằng 90. 90 tức là 90. 70 cộng với 10 thì bằng 80. 80 là 80. Rồi, 20 cộng 20 thì bằng 40, tức là bằng 40. 10 cộng 80 thì bằng 90. 20 cộng 60 thì bằng 80. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 4. Các em không nhẩm theo kiểu chục thì các em cộng hàng đơn vị trước, sau đó đến hàng chục sau. Sang bài tập số 5. Hiệp sĩ Hedwig đang tìm đường đi hái những trái táo vàng. Độ dài các con đường đo bằng số bước chân của người khổng lồ như hình vẽ. Tô màu con đường ngắn nhất mà hiệp sĩ có thể đi đến chỗ cây táo vàng. Như vậy ở đây là có 3 con đường, đúng không ạ? Đây là hiệp sĩ Hedwig này. Có 3 con đường có thể đi. Thứ nhất là đi theo đường này. Thứ hai là đi theo đường này. Thứ ba là đi theo đường này. Người ta yêu cầu tìm con đường ngắn nhất. Như vậy con đường ngắn nhất thì
Thì em phải tìm cái đoạn đường đi từ đây đến đây hết bao nhiêu bước chân này. Đấy. Từ đây đến đây à, đi hết bao nhiêu. Và từ đây đi đến đây đi hết bao nhiêu. Sau khi tìm xong thì cái kết quả nào ngắn nhất thì chúng ta sẽ đi tô màu. Như vậy, độ dài của cái con đường thứ nhất này, độ dài con đường thứ nhất này. Đây cô gọi đường thứ nhất thì các em sẽ lấy 40 kem cộng à lấy 30 kem cộng với 45 để xem thử độ dài này bằng bao nhiêu bước chân. Đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ có là đây, con đường thứ nhất thì các em sẽ có là 30 kem cộng với 45. 30 cộng với 45, các em có thể đặt phép tính ra ngoài này. Đây, 30 cộng 45. Cộng hàng đơn vị trước, 0 cộng 5 bằng 5. Sang hàng chục, 3 cộng 4 bằng 7. Như vậy, kết quả bằng 75. Như vậy, cái con đường đầu tiên này chúng ta cần đi hết 75 bước chân. Tiếp theo, sang con đường thứ hai. Đây. Như vậy, chúng ta có con đường thứ hai là 23 cộng với 36. Chúng ta lại nhắc ra đây là 23 cộng với 36. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước, 3 cộng 6 bằng 9. Sang hàng chục, 2 cộng 3 bằng 5. Như vậy, con đường thứ hai này đi hết 59 bước chân. 59. Sang cái con đường cuối cùng, đây là hết 41 cộng với 45 bước chân. 41 bước chân này, cộng thêm với 45 bước chân này. Ta đặt tính nhá, 41 cộng 45. Kem cộng hàng đơn vị trước, 1 cộng với 5 bằng 6, sang hàng chục, 4 cộng 4 bằng 8. Như vậy, sau khi tính toán xong, chúng ta thấy có 3 con đường. Con đường thứ nhất đi hết 75 bước chân, con đường thứ hai đi hết 59 bước chân và con đường thứ ba đi hết 86 bước chân. Như vậy cái con đường ngắn nhất chính là cái con đường thứ hai này, đúng không ạ? Con đường ở giữa này. Đấy, chỉ đi hết có 59 bước chân thôi. Tính ra có 59 bước chân thôi. Thế này chúng ta bước này các em tính ngoài nháp. Như vậy thì cái con đường này sẽ là con đường ngắn nhất. Các em sẽ khoanh tô màu đi từ đây qua đây để đi đến hái quả táo. Như vậy chúng ta sẽ tô màu như sau. Sau khi tính toán xong đúng không ạ? Các em phải tính toán, cái này các em phải tính nhá. Đấy, phải tính này, cái quãng đường đi từ đây đến đây này, hết 75 bước chân này. Từ đây đến đây này, hết 59 bước chân này. Từ đây đến đây hết 86 bước chân này. Như vậy cái con đường này là ngắn nhất, nó chỉ hết có 59 bước chân thôi. Vậy các em sẽ tô màu vào cái con đường đấy, con đường ở giữa. Đây, sẽ đi theo đường này. Như vậy là trên đây là cô đã vừa hướng dẫn cho các em và chúng ta đã vừa đi xong được cái tiết thứ hai của bài 30 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 1 bộ kết nối bài 31 bài 30 của vở bài tập toán lớp 1 bộ kết nối, đó là cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.